cũng có thể khiến người khác tăng tiến thiện pháp do thiện pháp của mình được tăng tiến, nên có thể khiến các bậc lần lượt viên mãn cũng có thể an lập các loại hữu tình, tùy theo căn cơ đắc quả ba thừa. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu trong các pháp có chút sự thật, chẳng phải chỉ là giả lập, có danh tướng, thì Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đối với thiện pháp chẳng tự tăng tiến, cũng chẳng khiến người tăng tiến thiện pháp. Này thiện hiện, vì trong các pháp không chút sự thật, chỉ có giả lập các danh và tướng, vì vậy Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn An Nhẫn Ba La Mật Đa. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Tịnh Giới Ba La Mật Đa. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Bố Thí Ba La Mật Đa. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Bốn Tịnh Lự, Bốn Vô Lượng, Bốn Định Vô Sắc. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Bốn Niệm Trụ, Bốn Chánh Đoạn, Bốn Thần Túc, Năm Căn Năm Lực, Bảy Chi Đẳng Giác, Tám Chi Thánh Đạo. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Pháp Môn Giải Thoát Không Vô Tướng Vô Nguyện. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Pháp Không Nội, Pháp Không Ngoại, Pháp Không Nội Ngoại, Pháp Không Không, Pháp Không Lớn, Pháp Không Thắng Nghĩa, Pháp Không Hữu Vi, Pháp Không Vô Vi, Pháp Không Rốt Ráo, Pháp Không Không Biên Giới, Pháp Không Tản Mạn, Pháp Không Không Đổi Khác, Pháp Không Bản Tánh, Pháp Không Tự Tướng, Pháp Không Cộng Tướng, Pháp Không Tất Cả Pháp, Pháp Không Chẳng Thể Nắm Bắt Được, Pháp Không Không Tánh, Pháp Không Tự Tánh, Pháp Không Không Tánh Tự Tánh. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Chân Như, Pháp Giới, Pháp Tánh, Tánh Chẳng Hư Vọng, Tánh Chẳng Đổi Khác, Tánh Bình Đẳng, Tánh Ly Sanh, Pháp Định, Pháp Trụ, Thật Tế, Cảnh Giới Hư Không, Cảnh Giới Bất Tư Nghỉ. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Thánh Đế Khổ Tập Diệt Đạo. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Tám Giải Thoát, Tám Thắng Xứ, Chín Định Thứ Đệ, Mười Biến Xứ. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Tất Cả Pháp Môn Đà La Ni, Tất Cả Pháp Môn Tam Ma Địa. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Bậc Cực Hỷ, Bậc Ly Cấu, Bậc Phát Quang, Bậc Diệm Tuệ, Bậc Cực Nan Thắng, Bậc Hiện Tiền, Bậc Viễn Hành, Bậc Bất Động, Bậc Thiện Tuệ, Bậc Pháp Vân. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Năm Loại Mắt, Sáu Phép Thần Thông. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 Pháp Phật bất cộng. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Pháp Không Quên Mất, Tánh Luôn Luôn Xả. Lấy vô tướng làm phương tiện, có thể viên mãn Trí Nhất Thiết, Trí Đạo Tướng, Trí Nhất Thiết Tướng. Lấy vô tướng làm phương tiện, đối với các thiện pháp tự viên mãn rồi, cũng có thể khiến người viên mãn thiện pháp. Này thiện hiện, như thế vì tất cả pháp không có một chút sự thật, chỉ có giả lập các danh và tướng, các đại Bồ Tát đối với chúng chẳng khởi điên đảo chấp trước, thì đối với các thiện pháp có thể tự tăng tiến, cũng có thể khiến người tăng tiến thiện pháp. Lại nữa thiện hiện, nếu trong các pháp có pháp tướng thật như đầu sợi lông, thì Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đối với tất cả pháp chẳng nên biết vô tướng vô niệm, cũng không tác ý tánh vô lậu rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, an lập hữu tình ở pháp vô lậu. Thì sao? Này thiện hiện, vì các pháp vô lậu đều vô tướng vô niệm vô tác ý. Này thiện hiện, như thế Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, an lập hữu tình ở pháp vô lậu mới gọi là việc lợi tha chân thật. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp thật vô lậu tánh, vô tướng vô niệm, cũng không tác ý, thì vì duyên gì Thế Tôn từng nói thế này? Đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp hữu tội, đây là pháp vô tội, đây là pháp hữu chánh, đây là pháp vô chánh, đây là pháp lưu truyền, đây là pháp hoàn diệt, đây là pháp cộng, đây là pháp bất cộng, đây là pháp thanh văn, đây là pháp độc giác, đây là pháp Bồ Tát, đây là pháp Như Lai. Phật dạy:
Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Các pháp thế gian cùng với pháp tánh vô lậu vô tướng có khác nhau chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Pháp thanh văn vân vân cùng với pháp tánh vô lậu vô tướng có khác nhau chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy: Này thiện hiện, pháp thế gian vân vân chính là pháp tánh vô lậu vô tướng vô niệm vân vân. Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Phật dạy: Này thiện hiện, hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc pháp của các đại Bồ Tát, hoặc quả vị giác ngộ ca tột, chính là pháp tánh vô lậu, vô tướng, vô niệm, vân vân. Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn đúng vậy, bạch thiện thệ đúng vậy. Phật dạy: Này thiện hiện, do nhân duyên này nên biết tất cả pháp đều là vô tướng vân vân. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi học tất cả pháp đều là vô tướng vô niệm vô tác ý, thường có thể tăng ích sở hành là thiện pháp, đó là bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh vi sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc pháp môn giải thoát không vô tưởng vô nguyện, hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc bậc cực hỷ, bậc ly tấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn giả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả các Phật pháp như thế, đều do học vô tướng, vô niệm, vô tác ý mà được tăng ích. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát trừ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không có pháp quan trọng nào khác phải học. Vì sao? Này thiện hiện, vì ba pháp môn giải thoát có thể thu nhiếp tất cả pháp diệu thiện. Vì sao? Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không, quán tất cả pháp tự tướng đều không, pháp môn giải thoát vô tướng, quán tất cả pháp xa lìa các tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, quán tất cả pháp xa lìa sở nguyện. Do ba pháp môn này có thể thu nhiếp tất cả thiện pháp thù thắng, lìa ba pháp môn này mà tu tập thiện pháp thù thắng thì chẳng sanh trường. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát có thể học ba pháp môn giải thoát như thế, thì có thể học năm uẩn, cũng có thể học 12 xứ, cũng có thể học 18 giới, cũng có thể học 6 giới, cũng có thể học 4 thánh đế, cũng có thể học 4 duyên, cũng có thể học các pháp từ duyên sanh ra, cũng có thể học 12 duyên khởi, cũng có thể học pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng có thể học chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng có thể học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa. Cũng có thể học bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân.
cũng có thể học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng có thể học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng có thể học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Cũng có thể học tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Cũng có thể học năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cũng có thể học 10 lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng có thể học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng có thể học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng có thể học nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Cũng có thể học vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học năm uẩn? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sắc thọ tưởng hành thức là có thể học năm uẩn. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sắc? Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết tướng của sắc, như thật biết sự sanh của sắc, như thật biết sự diệt của sắc, như thật biết chân như của sắc, thì gọi là như thật biết sắc. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết tướng của sắc? Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết sắc, rốt ráo có lỗ hổng, rốt ráo có chỗ hở, giống như bọt nước tánh chẳng bền chắc, thì này thiện hiện, nó gọi là như thật biết tướng của sắc. Này thiện hiện, thế nào là đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa